Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy học phương Đông, thì mùng 1 Tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm, góp phần chi phối đến vận may, tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình trong suốt 365 ngày còn lại. Bên cạnh đó, quan niệm đầu xuôi đuôi lọt đã in sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Ngày đầu năm mới được diễn ra trong suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn thì cả năm cũng được an lành, trọn vẹn. Ngược lại thì có những sai lầm đại kỵ vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán dẫn đến tai bay vạ gió, đại họa chiến miên, xui xẻo bổ vây khắp lối. Điều đáng tiếc là hiện nay có rất nhiều người đang vô tình phạm phải các sai lầm này mà không hề hay biết. Vậy ngày mùng 1 Tết cần kiêng kỵ điều gì thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Mùng 1 Tết làm việc đại kỵ này bảo sao xui xẻo cả năm, làm mãi không giàu, tiền vàng đội nón ra đi. Điều thứ nhất, không đi chúc Tết sáng sớm mùng 1. Từ xưa đến nay, người Việt Nam thường tránh việc đi chúc Tết vào buổi sáng ngày mùng 1 vì không muốn phải xông đất nhà người khác. Theo phong tục, người xông đất rất quan trọng, ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình trong suốt một năm. Thế nên ngày mùng 1 Tết, người Việt thường chỉ đến thăm nhà người thân hay họ hàng. Điều thứ hai, kiêng vay mượn trả nợ ngày đầu năm. Xin chia sẻ với bạn rằng điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân, con người nên mở cửa để đón lộc vào nhà, còn nếu cho mượn hoặc trả giống như dâng tài lộc vào tay người khác. Vì thế trong gia đình, ông bà, cha mẹ thường dặn dạy con cháu trong dịp Tết không nên vay tiền, vay mượn đồ đạc của người khác để tránh cho cả năm rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, không may mắn trong công việc làm ăn. Điều thứ ba, không mặc quần áo màu đen, màu trắng. Đối với người dân Việt Nam, màu đen và trắng tượng trưng cho sự tăng tóc, nên vào ngày Tết thường tránh mặc quần áo nhiều màu đen hoặc trắng. Những ngày Tết, mọi người thường mặc quần áo nhiều màu sắc tươi trẻ để mong muốn một năm mới may mắn và vui vẻ. Thứ tư, kiêng nói những điều xui xẻo. Những phát ngôn đầu năm ảnh hưởng đến chuyện sẽ xảy ra trong năm. Vì vậy, bạn đừng nên nói những từ xui xẻo như chết mất hay tiêu rồi, hỏng rồi. Đó là những từ không may mắn. Thay vào đó, bạn nên nói những chuyện mọi người bằng những từ dễ chịu, vui vẻ và những câu mang lại may mắn. Không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh mình. Điều thứ năm, kiêng để tang vào ngày mùng 1 Tết. Như bạn cũng biết, ngày mùng 1 Tết là ngày vui của toàn dân khắp cả nước, nên những gia đình có tang sẽ được cất tang trong 3 ngày này. Nếu như có người mất vào đúng ngày mùng 1, người ta dừng lại việc phát khăn tang và để sang sáng ngày mùng 2. Còn trường hợp nhà nào có người thân chẳng may qua đời vào ngày 30, thì gia chủ phải ngay lập tức thực hiện tang lễ trong ngày hôm đó, nhằm tránh để sang ngày đầu năm. Đặc biệt là những gia đình có tang tuyệt đối không được di chúc Tết hay là thăm hỏi người khác. Thứ sáu, kiêng đánh thức người đang ngủ vào ngày Tết. Nếu bạn đi chúc Tết nhà người ta mà họ lại đang ngủ thì cách tốt nhất là hãy chờ một dịp khác, chứ không nên đánh thức người đó dậy. Không riêng gì khách, ngay cả những người nhà cũng tuyệt đối không nên đánh thức người thân trong mấy ngày Tết. Hãy để người ta tự dậy, nếu không người đang ngủ đó suốt cả năm tới sẽ luôn bị nhận phải sự hối thúc, dục dã từ người khác. Điều này không tốt cho họ, đúng không nào? Điều thứ bảy là kiêng ăn đuôi cá. Ở miền Bắc có một vài nơi cầu may mắn năm mới bằng cách ăn cá chép, loài cá vượt vũ môn để hóa rồng. Nếu ăn cá chép trong 3 ngày đầu xuân thì suốt cả năm sẽ được thuận lợi, hanh thông trong công việc lẫn học tập. Thế nhưng, nhằm có thể tăng cường thêm vận may, người ta sẽ chừa lại phần đuôi cá để luôn có dư thừa tích lũy của cải trong năm, chứ không dừng lại ở việc chỉ đủ ăn, đủ mặc. Thứ tám, hãy hạn chế trượt chân vấp ngã. Như bạn cũng biết, trẻ con và thanh niên trong những ngày đầu năm thường được người lớn tuổi trong gia đình dặn dò phải đi đứng cẩn thận, chậm rãi và bình tĩnh, tránh trượt chân vấp ngã. Vì như vậy sẽ xui xẻo cả năm, vấp ngã hay trượt chân tượng trưng cho sự trục trặc, cản trở không thuận lợi. Thứ 9, ngày Tết, đóng cửa kín mít sẽ đói nghèo. Theo tín ngưỡng dân gian thì từ sáng sớm ngày mùng 1 cho đến trước ngày rằm tháng riêng, Đức Ngọc Hoàng cùng với các vị chư thần tiên sẽ giáng phàm du lý từng ngôi nhà một. Nên nếu như đóng kín cổng, các vị sẽ xem như chúng ta bất kính mà tức giận bỏ đi. Thậm chí là cho đến nhiều năm sau đó nữa, gia đình sẽ không được hưởng phúc lộc mà luôn khổ sở, túng thiếu, triền miên, đói nghèo. Vì vậy trong 3 ngày Tết, trừ khi phải ra khỏi nhà để đi thăm hỏi hoặc đi chơi thì không nên đóng cửa. 10. Ăn dở bỏ thừa cả năm, mất mùa đói khát.
Nếu không muốn cả năm bị đói khát, mất mùa thì phải tránh bỏ phí thức ăn trong những ngày đầu năm, đặc biệt là tránh để cơm thừa, vì như vậy sau này sẽ lấy phải người chồng hoặc người vợ bị dỗ nặng, tránh chống đũa vào bát bởi sẽ gây sự chậm trễ trong tất cả mọi việc. Làm nghề nấu ăn thì ít khách, buôn bán thua lỗ. Để chữa lại hành động bỏ sở thức ăn, người ta sẽ ăn đu đủ, xoài cam. Nhờ có màu đỏ hồng kết hợp với sự ngọt thơm sẽ mang lại sự thành công cũng như may mắn. Không nên cho trẻ con ăn chân gà để tránh việc viết chữ xấu như gà bới hay gây lộn, văn phong cầu thả. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì mùng 1 Tết là ngày chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Đây cũng là dịp lớn nhất trong năm của người dân Việt Nam. Vậy nên vào ngày này có một số phong tục truyền thống được người xưa coi là sẽ đem lại may mắn cho gia đình trong suốt cả năm dài. Bạn có thắc mắc rằng đó là những phong tục nào hay không? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là đi lễ chùa đầu năm. Người Việt Nam vốn coi trọng tâm linh, cũng coi trọng truyền thống văn hóa. Mùng 1 Tết đi lễ chùa là hoạt động tâm linh mang nét đẹp văn hóa của người dân đất Việt. Đây còn là hành động được coi là mang lại nhiều may mắn trong năm mới. Con người dù trong thời điểm Tết đến xuân về, lòng vẫn hướng về Phật, đi chùa đầu năm. Chẳng những để cầu chúc cho năm mới bình an, may mắn, mà ngay thời điểm đó còn được du xuân, ngắm cảnh, thư thái tinh thần sau cả một năm vất vả. Thứ hai là lì xì cho mọi người. Mùng 1 Tết làm gì để may mắn? Đừng quên việc lì xì cho mọi người xung quanh bạn nhé. Không chỉ được nhận lì xì mới là may mắn, người trao đi tấm lòng qua những bao lì xì cũng sẽ nhận được sự may tương tự vì lòng tốt của mình. Không chỉ mừng tuổi chúc sức khỏe ông bà, cha mẹ hay lì xì lũ trẻ nhỏ năm mới hay ăn chóng lớn, bạn còn có thể mừng tuổi bạn bè, những người xung quanh mình với những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau năm mới. Nếu bạn đã là cha mẹ, hãy nhớ dạy con từ phong bao lì xì để có ngày Tết cực kỳ ý nghĩa. Thứ ba là cầu nguyện ngày Tết. Theo truyền thống tâm linh của người Việt, ngày Tết chúng ta thường hay mời thần linh gia tiên về ăn Tết. Người ta cũng cho rằng những lời cầu nguyện trong năm mới thường được thần linh ưu ái cho sự thành thực. Muốn mùng 1 Tết cũng như cả năm gặp nhiều điều như ý, trong ngày đầu tiên của năm mới, hãy dành những lời cầu nguyện tốt lành cho người thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh mình. Thứ tư, ăn những món may mắn ngày Tết. Các cụ xưa đã truyền lại những tục lệ riêng trong năm mới, trong đó có việc ăn những món may mắn trong đầu năm ngày Tết. Bánh chưng, bánh dày, trái cây tròn trịa, ngọt ngào là ngụ ý cho năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện đều được viên mãn, vuông tròn. Hãy thoải mái tận hưởng những món ăn ngày Tết cùng người thân, bạn bè để gặp nhiều may mắn nhé! Thứ năm là mua muối vào ngày mùng 1 Tết. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, từ xa xưa các cụ ta đã có lời dặn dò như vậy. Muối là gia vị không thể thiếu trong các món ăn, nhưng theo phong thủy thì nó còn là vật phẩm có thể tiêu tai xài hạn, diệt trừ hung khí. Chính vì thế, ngày mùng 1 Tết bạn chớ quên mua muối để cả năm gặp nhiều may mắn, bớt điều xui xẻo, giảm những tai ương có thể xảy đến với bản thân và gia đình. 10 điều kiêng kỵ vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Thứ nhất, không đi chúc Tết sáng sớm mùng 1. Thứ hai, kiêng vay mượn, trả nợ ngày đầu năm. Thứ ba, không mặc quần áo màu đen trắng. Thứ tư, kiêng nói những điều xui xẻo. Thứ năm, kiêng để tang vào ngày mùng 1 Tết. Thứ sáu, kiêng đánh thức người đang ngủ say. Thứ bảy là kiêng ăn đuôi cá. Thứ tám là đi lại cẩn thận, tránh trượt chân vấp ngã. Thứ chín, ngày Tết đóng cửa kín mít, đói nghèo. Thứ mười, ăn dở, bỏ thừa cả năm mất mùa đói khát. Xin chúc các bạn có một năm mới an lành, hạnh phúc, phú quý, tài lộc, sớm thuận, phong thủy, phúc lộc ngập tràn.